Chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở tại huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Thì phía sau lưng mình đây, đó, đây là một công trình do công ty thiết kế xây dựng Louis phụ trách từ khâu thiết kế tới khâu thi công và hoàn thiện phần toàn bộ ngôi nhà này luôn. Đó. Thì hôm nay dân một chuyến mình chở một số cái gạch từ ở dưới Sài Gòn lên thế này. Thì bây giờ mình sẵn mình làm một cái clip nhỏ nhỏ, mình đi dạo một vòng quanh cái công trình biệt thự này để giới thiệu đó các bạn tham khảo ha. Thì hiện tại như các bạn thấy phía bên này nè, các anh em đang thi công cái dãy tường rào ở bên ngoài đó. Như các bạn thấy đắp chỉ cột rất là đẹp ha, rất sắc sảo và chi tiết. Thì bên công ty Louis là chuyên về cái những cái công trình về cổ điển, thì các anh em thợ tay nghề rất cao đó, đắp chỉ rất là sắc nét. Bây giờ mình sẽ tiến vô bên trong để mình quay thêm những cái hình ảnh bên trong đó ha. Rồi, hiện tại mình đang đứng ở cái một cái khu vực, đây là khu vực hồ cá. Khi mà từ ngoài cổng bước vào là sẽ gặp ngay cái khu vực này. Đó, khu vực đây sẽ chủ nhà sẽ dùng để nuôi cá rồng và cá koi. Đó, khi chia thành hai khu. Và hiện các anh em đây đang tạo cảnh quan cho hồ và thực hiện chống thấm cho cái hồ này. Như các bạn thấy đó, cái lớp sơn màu đen này là dùng để chống thấm nè. Quy mô rất hoành tráng ha, để đá vô tạo tiểu cảnh. Đó, cây bonsai. Còn bên này là phía sau lưng mình á, sẽ là một cái khu nhà gỗ. Đây sẽ là một cái khu, cái này là khu phát sinh thêm. Đó, hồi đầu thì những cái hình ảnh thiết kế ban đầu thì chưa có, nhưng về sau thì ý tưởng của chủ nhà là muốn có một cái khu nhà gỗ mang đậm hình ảnh phong cách kiến trúc Việt Nam. Đó, để thực hiện, để tiếp khách, tiếp bạn bè. Và nội thất trong đây chủ yếu là những cái cột gỗ nè, gỗ rất là to bự. Đó. Còn những cái bộ sofa bên trong cũng bằng gỗ. Đó, những cái lục bình. Tuy hơi bụi thôi, nhưng mà khi mà đã thi công vô hoàn thiện á, sẽ lau dọn vệ sinh, thì những cái này rất là đẹp nha các bạn. Lên màu rất là đẹp, toàn là gỗ quý không. Rồi, bên này nữa các bạn. Đây, nhìn là thái độ chịu chơi của chủ nhà khi mà sưu tầm những cái món đồ trang trí rất là đắt tiền ha, chạm chỗ cầu kỳ. À, rất là nhiều những cái này sẽ được trải dài trưng bày trong cái gian nhà gỗ này. Giờ đang ở chế độ chờ. À, khi nào mà hoàn thiện thi công vệ sinh sạch sẽ xong là sẽ sẵn sàng để đón khách tới công trình. Rồi, phía sau lưng mình sẽ là cái khối nhà chính, khối nhà để các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi, thư giãn, sinh hoạt với nhau bên trong này. Theo mình vô bên trong luôn nha. Hiện tại mình đang đứng ở một cái lối vào cái hầm giữ xe của cái tòa biệt thự này. Như các bạn thấy, ở trên cao đó mình sẽ có một cái đoạn ram dốc mình dẫn vô tầng hầm ở dưới này. Thì đầu tiên mình sẽ đi từ hầm, mình đi lên từ tầng ha. Rồi theo mình hướng dưới hầm nha. Hiện tại theo mình thấy trong hầm đã được lát gạch, lát đá hết rồi nè. Đó, lát đá màu sáng. Trần thì hơi thấp một chút hầm mà. Cũng không sao, không ảnh hưởng gì. Đó, đã đi hệ thống đèn ở đây rồi nè. Ok. Ở hầm này á, nó sẽ có một cái không gian để thang máy ở ngay đây, để tiện cho ví dụ như mình đi từ ngoài vô, mình gửi xe ô tô mình đem vào đây cất, là xong mình có một thang máy hay là thang bộ đó đi lên những tầng trên luôn. Do cái công trình này phải nói là tương đối cao các bạn, khoảng 4 tầng nổi. Thì đi sâu vào bên trong nữa, đó, đây sẽ là cái không gian khá là hấp dẫn. Đó là cái gì các bạn biết không? Cái không gian này chính là không gian để cả gia đình giải trí. Đó là khu vực hát karaoke. Rồi, khu này hơi tối thì không biết là máy quay thấy không. Thì hy vọng là sau khi chỉnh thông số cho máy ảnh hoặc là hậu kỳ thì sẽ thấy được chút. Ui trời, coi chừng té nha, có dắt chân á. Rồi, vậy là hiện tại mình đang ở trong cái phòng karaoke dưới tầng hầm của căn biệt thự này. Như các bạn thấy, tuy đây là một cái phòng karaoke gia đình thôi, nhưng mà cái quy mô đầu tư rất là khủng ha, chẳng thua gì một cái karaoke chuyên nghiệp hết. Đây, ghế da xịn sò,
Còn xung quanh nè, từ hai bên vách nè tới trần nè là đều lắp được màn hình LED chạy rất là sống động ha. Ở phía sau lưng mình đây mình phát hiện thấy còn có một cái sân khấu đó, sân khấu này bước lên để có thể thể hiện tài năng. Và ở đây có một cái bàn để đánh nhạc nữa các bạn, để có thể DJ lên đây, vô đây có thể mix remix đó. Thì như ban đầu nói thì mình cái phòng karaoke này á, nó ở dưới tầng hầm nên có thể nói là cái khả năng cách âm và mình có thể hát với âm lượng lớn mà không làm phiền tới hàng xóm xung quanh. Hệ thống đèn rất là nhiều đèn chiếu đẹp, tại hiện tại là chưa mở được hết công suất, dẫn đi tham quan sơ sơ thôi, giờ mình đi lên những cái tầng trên để xem những cái phòng khác như thế nào ha. Rồi hiện tại mình đã leo được lên trên tầng trệt rồi. Ở trên này thì vừa bước vào cái cổng chính của biệt thự sẽ là cái phòng khách. Đây là không gian phòng khách nè các bạn, rất là bề thế. Ở đây hiện tại đã đặt sẵn những cái bộ sofa bằng gỗ, những cái bộ này đang được bọc lại để tránh bụi. Thì nhìn hình dáng các bạn cũng thấy là nó tương đối bự. Chủ nhà có vẻ có một niềm đam mê gỗ khá là lớn khi chọn nội thất này là toàn bộ bằng gỗ hết. Đây sẽ là một cái không gian rộng để có thể che một cái đèn chùm cho thể hiện sự đẳng cấp của cái không gian phòng khách này. Hiện tại là đá đã lát xong, đã sơn nước. Giờ thì ở phía xa kia sẽ là cái khu vực phòng bếp và phòng ăn. Đây là cái sảnh chính của ngôi nhà, gồm có thang máy và thang bộ để đi lên những tầng trên. Ở đây cũng có một cái cửa này sẽ ngó ra được cái khu vực hồ cá koi và cá rồng ban đầu mình có giới thiệu. Hiện tại là ngày nắng chiều rất là đẹp, công trình còn đang khá là ngổn ngang thì mình đi nhanh ha. Đây còn rất là nhiều phòng, nhiều không gian để mình khám phá thêm. Rồi mình đi lên những tầng trên. Rồi hiện tại mình đang có mặt ở khu vực tầng lửng của biệt thự. Thì cái không gian mình đang đứng ở đây sẽ là cái khu vực rộng nhất của cái trong biệt thự này, đó là phòng ngủ master của chủ nhà. Đây các bạn vào trong theo mình. Thì bên trái của mình đây sẽ đầu tiên sẽ là cái khu phòng ngủ và phòng làm việc. Rất là rộng ha. Các anh em đang xử lý cái lớp đá đây. Sẽ có một cái giường bự ngay giữa. Còn đây sẽ là khu vực bàn làm việc. Thì từ đây mình có thể có một cái cửa để bước ra ban công bên này, để nhìn ra về hướng mặt tiền quốc lộ 14. Đó, những hệ cột phong cách cổ điển ha. Ở phía trên đây cũng là một cái ban công tròn của phong cách cổ điển. Rồi từ cái khu vực phòng làm việc bên đó thì qua bên cái khu vực bên này sẽ là một cái khu vực để một cái bộ ghế sofa đây, để cho mình có chủ nhà có thể ngồi thư giãn đọc sách. Từ đây thì ở bên sau cánh cửa này cũng sẽ là một cái ban công. Đây ban công, mở cửa ra thì view của ban công này là gì? View này sẽ là view hồ cá koi cá rồng ở bên dưới các bạn. Ra theo mình nha. Đây, từ trên này nhìn xuống thấy được toàn cảnh cái hồ rất là đẹp. Phải nói là bên kiến trúc sư Louis gọi là ưu ái, rất ưu ái cho căn phòng master này, toàn là view xịn. Rồi cũng như một số công trình phong cách cổ điển khác thì trong phòng thì sẽ không thể thiếu những cái cột đá như vậy ha các bạn, cột đá tròn. Đây, đá được thi công cắt gọt rất là mịn, sờ rất là đã, màu đá cũng đẹp nữa, đá marble màu vàng. Đó, nhìn đây, trong phòng master này là có 4 cột như vậy, tạo thêm một cái điểm nhấn đó cho cái căn phòng master của chúng ta. Đây sẽ là một cái khu vực để phòng thay đồ và phòng tắm, đó rất là bự ha. Mà để mình đứng ở trong lọt thỏm trong cái không gian này các bạn thấy rất là rộng và lớn. Còn đây sẽ là một cái khu vực tắm. Đây đã được lát đá, ốp đá rồi nè. Khu vực này sẽ mua một cái bồn tắm, có thể là bồn tắm thủy lực jacuzzi, để có thể nghỉ ngơi thư giãn tận hưởng. Rồi bên này, đây bên này là còn có cái phòng tắm xông hơi nữa, rất là chất chơi. Mình thấy
Hòn Sông Hơi ở đây đã hoàn thiện luôn rồi nè, rất là đẹp ha. Đó, gỗ có đá, đá làm nóng toàn bộ các thiết bị mà một cái phòng sông hơi cao cấp cần có là phòng này đều có trang bị đủ. Phải nói là căn phòng master này được trang bị những cái tiện nghi rất là thiết thực và phù hợp để phục vụ cho nhu cầu trải nghiệm, thư giãn, nghỉ ngơi. Thì từ cái phòng thay đồ này mình vẫn còn một cái cửa nữa để dẫn ra bên ngoài các bạn. Đó, ở đây đây không phải là cái ban công bình thường, cái là siêu ban công. Tại vì bên ngoài này rất là rộng và bự. À, các bạn thấy mình. Đó, các bạn thấy. Từ đây có thể ngó lên được một phần của cái công trình nhà nè. Đó. Bự, rất là bự ha. Bề thế. Rồi, không gian rộng rãi. Ở ngoài này á thì có thể sẽ đặt một vài bộ bàn ăn ở đây. Để sáng có thể ra đây ngồi uống nước, ngắm cảnh bình minh, rồi uống trà, rồi tập thể dục chẳng hạn. Đó, ra đây không khí rất tốt. Một điểm đặc biệt nữa các bạn biết là cái gì không? Đó chính là từ cái vị trí này nhìn xuống bên này, nó sẽ là một cái hồ bơi. Đây, rất là xịn nha các bạn. Phải nói là cái phòng master này toàn view xịn. Từ đây có thể nhìn được khắp không gian xung quanh vườn nhà. Một mặt thì nhìn ra quốc lộ 14, một mặt thì nhìn ra hồ cá coi, cá rồng. Và mặt bên này là nhìn về phía hồ bơi. Xa xa là vườn lan của chủ nhà. Rồi, vậy là mình vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng cái ngôi biệt thự siêu cấp tại huyện Nhân Thành, tỉnh Bình Phước. Thì cái hồi nãy là mình chỉ dẫn các bạn đi tham quan cái một cái phòng gọi là tiêu biểu nhất của biệt thự, là phòng ngủ master của chủ nhà. Do cái phòng những cái phòng khác còn đang thi công rất là bụi, bừa bộn thì rất là khó quay, rất là ồn á, thì rất khó ghi âm. Thì mình sẽ hẹn các bạn ở những video tiếp theo để ghi hình những cái phòng đó ở những giai đoạn sau. Còn bây giờ thì video cũng đã tương đối dài rồi, thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.